Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bí kíp Casio. Chúng ta cùng đi chuyển sang bài 2 là cực trị của hàm số. Thì trước khi vào phần luyện bí kíp Casio thì thầy sẽ ôn lại về phần lý thuyết. Chúng ta nhớ cho thầy các cái lý thuyết sau. Thứ nhất là định lý 1, nếu tồn tại số h sao cho fx nhỏ hơn fx0 với mọi x thuộc khoảng từ x0 trừ h đến x0 cộng h và x khác x0 thì ta nói hàm số fx đạt cực đại tại điểm x0. Khi đó x0 được gọi là một điểm cực đại của hàm số fx. Fx0 được gọi là giá trị cực đại của hàm số fx. Nếu tồn tại số h sao cho fx lớn hơn fx0 với mọi x thuộc khoảng x0 trừ h đến x0 cộng h và x khác x0 thì ta nói hàm số fx đạt cực tiểu tại điểm x0. Và khi đó ta sẽ nói x0 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số fx. Fx0 được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số fx. Các em nhớ cho thầy, điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị của hàm số. Và điểm cực trị phải là một điểm trong tập sắt định K của hàm số. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị, hay ta còn gọi là cực trị. Đấy là những cái lưu ý đối với định lý số 1. Và đây là hình mô tả các vị trí cực đại, cực tiểu trong đồ thị hàm số. Em nhìn vào đây, x cực đại thì ta sẽ gọi là điểm cực đại của hàm số. Y cực đại được gọi là giá trị cực đại của hàm số. Còn điểm có tọa độ x cực đại, y cực đại, đây, chúng ta gọi là điểm cực đại của đồ thị. Ta phân biệt rõ những cái định nghĩa tính chất này nha. Tương tự, ta cũng có cách gọi tương tự, x cực tiểu thì được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. Y cực tiểu thì được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số, hay là cực tiểu của hàm số. Còn điểm có tọa độ x cực tiểu, y cực tiểu được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị. Ta phân biệt rõ những cái khái niệm tính chất này, vì trong các đề trắc nghiệm nhiều lúc đề người ta có thể hỏi đến, chỉ liên quan đến điểm cực đại hoặc là điểm cực tiểu, hoặc có thể là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu, hoặc người ta có thể hỏi là điểm cực đại của đồ thị hay là điểm cực tiểu của đồ thị. Khi đó chúng ta cần phân biệt được rõ các cái nội dung này. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang cái định lý số 2. Định lý số 2 được phát biểu như sau: f'x0 bằng 0 và f2'x0 nhỏ hơn 0 thì ta kết luận được x0 là điểm cực đại của hàm số fx. Và ngược lại, nếu f'x0 bằng 0, f2'x0 lớn hơn 0 thì ta kết luận x0 là điểm cực tiểu của hàm số fx. Đây là định lý số 2. Trong nội dung các bài toán liên quan đến cực trị thì các em nhớ cho thầy một bài toán, đó là phương trình đường thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số bậc 3. Y bằng fx bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d. Thì nó chính là đường thẳng y bằng mx cộng n. Trong đó chúng ta cần phải nhớ mx cộng n là dư thức trong phép chia fx cho f'x. Đây là một dạng toán rất hay gặp đối với bài toán liên quan đến cực trị của hàm số. Và chúng ta chú ý là đó là cực trị của hàm số bậc 3. Thầy nhắc lại một lần nữa, đường thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu trong đồ thị của hàm số bậc 3 chính là dư thức trong phép chia fx cho f'x. Bây giờ
Thầy và các em cùng đi vào ví dụ vận dụng. Chúng ta có cái ví dụ đầu tiên, ví dụ 1, cho hàm số y bằng trừ x qua cộng 3 x bình trừ 1, hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, b x bằng 1, c x bằng 2, d x bằng 3. Bây giờ nếu như giải bằng tự luận, thì chúng ta sẽ giải như sau. Cách giải chúng ta nếu đối với bài tự luận thì đương nhiên đầu tiên các em sẽ phải chỉ ra trong đề là tập xác định. Vì đây là hàm đa thức thì tập xác định D chính bằng R. Chúng ta sẽ phải tính cho thầy y phẩy. Y phẩy của mình sẽ là trừ 3 x bình cộng với 6 x. Sau đó chúng ta cho y phẩy bằng 0. Thì cái này tương đương với phương trình 3 trừ 3 x bình cộng 6 x phải bằng 0. Và ta giải ra được là một nghiệm x chính bằng 0 và nghiệm thứ hai là x bằng 2. Thì khi lập được cái này, khi mà giải ra được này, chúng ta sẽ phải lập cái bảng xét dấu. Trừ vô cùng đến 0, 2, dương vô cùng. Ta sẽ xét dấu của y phẩy. Thì đây, dấu của y phẩy đây là một hàm bậc 2. Như là hàm bậc 2, y phẩy là một hàm một tam thức bậc 2. Nên trong khoảng 2 nghiệm sẽ phải trái dấu hệ số A. Ngoài khoảng là cùng dấu. Như vậy ta thấy cứ dấu của y phẩy mà đổi dấu từ âm, dấu của y phẩy đổi dấu từ âm sang dương thì ta có điểm đây chính là điểm cực tiểu. Còn y phẩy mà đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua giá trị x, giá trị bằng 2 này thì ta sẽ có điểm đây chính là điểm cực đại. Như nào? Như vậy nhìn vào đây, hàm số đạt cực tiểu tại x phải bằng 0 nên ta chọn đáp án là A. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0. Đấy, đấy là cách giải tự luận hoàn thiện của bài toán này. Tuy nhiên thì chúng ta còn có một cách khác, đó là chúng ta sử dụng máy tính để kiểm tra hay là để giải cái bài toán này. Thì cụ thể như sau. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải bằng phương pháp máy tính sử dụng Casio để giải. Chúng ta sẽ mở máy tính chúng ta lên. Đây. Để giải bằng máy tính chúng ta sẽ làm như sau. Thế bây giờ chúng ta để làm được bài toán này, trước hết chúng ta bước đầu tiên chúng ta phải kiểm tra y phẩy bằng 0 với chức năng d trên dx. Chúng ta sẽ nhập shift d trên dx. Chúng ta nhập cái hàm số vào của chúng ta là trừ x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 1. Trừ x mũ 3. Trừ x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 1. Thế bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các giá trị ở đây. Theo đề ra là nó ra giá trị x bằng 0 này, x bằng 1 và x bằng 3 đúng không? Ta sẽ kiểm tra lần lượt các giá trị này. Giá trị nào mà làm cho y phẩy của ta bằng 0 thì nó chính là một trong hai điểm cực trị. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra đầu tiên là với x bằng 0. X bằng 0. Ok, vậy thì ta thấy là giá trị d trên dx là bằng 0. Tương tự ta lại kiểm tra với giá trị x bằng 1. À, ta thấy là giá trị là d trên dx nó bằng 3 khác 0, như vậy loại đáp án B. Chờ. Tiếp tục ta lại kiểm tra với giá trị x bằng 2. À, nó cho bằng 0. Vậy là A và C đều thỏa mãn. D trên x bằng 0 tức là A và C sẽ là cực trị của hàm số. Tiếp tục ta lại kiểm tra đến với x bằng 3.
3. À thì ta thấy là x bằng 3 thì d trên x bằng 9, và x bằng 3 cũng không phải là nghiệm, không phải là thực trị của hàm số. Như vậy thì ta đã loại được đáp án B và đáp án D. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem là trong hai giá trị x bằng 0 và x bằng 2 thì cái nào sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Thì các em nhìn vào cái bảng xét dấu này, chúng ta nhớ là điểm cực tiểu của hàm số thì là tức là khi x đi qua, khi hàm số đi qua giá trị, khi y phẩy đi qua x0 thì hàm số sẽ đổi dấu từ âm sang dương, và tương tự khi đi qua hàm y phẩy đổi dấu từ dương sang âm thì hàm số sẽ đạt giá trị cực đại. Thế bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các cái giá trị lân cận của nó. Thì các em chú ý này, vừa nãy chúng ta đã khẳng định được ý A và ý C là chính xác đúng không? Vậy thì ta nhớ rằng là nếu mà là cực đại, nếu là cực tiểu thì y phẩy sẽ phải đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua giá trị x0. Thế thì bây giờ ta sẽ kiểm tra giá trị lân cận của x0. Bây giờ thầy sẽ thay giá trị lân cận của x0, ví dụ thầy kiểm tra là 0,1 chẳng hạn. 0,1 nếu y phẩy cho chúng ta d trên x là cho chúng ta là một số dương thì khả năng x bằng 0 chính là điểm cực tiểu của hàm số. Bây giờ thầy kiểm tra, ví dụ lân cận của 0 thì thầy kiểm tra là 0,1 đi. Thì nó ra là một số là 57/100, như vậy nó là một số dương. Bây giờ thầy kiểm tra lại, một số lân cận của số 0 là âm đi, âm 0,1. Thì nó ra chúng ta là giá trị là âm, tức là lúc này là trong các cái giá trị lân cận điểm 0 này thì nếu nhỏ hơn 0 thì mang giá trị y phẩy mang giá trị âm, nếu lớn hơn 0 thì y phẩy mang giá trị dương, đúng chưa nào? Vậy thì đến đây ta có thể kết luận được luôn là x bằng 0 chính là điểm cực tiểu của hàm số, hay là hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, đúng chưa nào? Bây giờ để chính xác hơn, chúng ta có thể kiểm tra các giá trị lân cận của 2 chẳng hạn. Ví dụ thầy kiểm tra là 2,1 chẳng hạn. Vì khi ta nhìn thấy bảng xét dấu này, khi y phẩy qua giá trị x bằng 2 thì y phẩy sẽ phải nhỏ hơn 0. Bây giờ thầy kiểm tra giá trị lân cận của nó là x bằng 2,1 đi. Thì thầy thấy ngay là giá trị của nó là âm 63/100, như là thỏa mãn. Vậy thì chắc chắn là điểm x bằng 2 này chính là điểm. Đấy là cách chúng ta kiểm tra bằng máy tính. Ngoài ra các em có thể vận dụng cái định lý 2 này vào để kiểm tra. Tuy nhiên ở vận lý 2 chúng ta sẽ phải tính thêm một bước, đó là tính y 2 phẩy. Chúng ta có hai cách. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển tiếp sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 cho hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ mx bình cộng mở ngoặc m bình trừ m cộng 1 mở ngoặc nhân x cộng 1, tìm m để hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng 1. A m bằng 0, b m bằng 1, c m bằng 2, d m bằng 3. Chúng ta sẽ cùng đi giải ví dụ này bằng phương pháp tự luận trước. Thì đối với phương pháp tự luận để giải cái bài toán này, chúng ta làm như sau này. Ở đây là tìm m để hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng 1. Thì thầy sẽ áp dụng, ở đây thầy sẽ áp dụng định lý 2. 2 và để tìm. Thì chúng ta nhớ là áp dụng định lý 2 thì chúng ta cần tính cho thầy, thứ nhất y phẩy chúng ta tính được chính là bằng x bình trừ đi 2 mx cộng với m bình trừ m cộng 1. Ta tính tiếp cho thầy là y hai phẩy chính bằng 2 x trừ đi 2 m. Bây giờ hàm số đạt cực đại tại x bằng 1
thì khi đó chúng ta sẽ nó tương đương với phải xảy ra đồng thời hai khoảng hai điều kiện sau, tức là y phẩy tại một nó phải bằng không và y hai phẩy tại một nhỏ hơn không. Đây là theo tính chất, theo định lý số 2. Vì vậy cái này sẽ tương đương này, cái này thay vào nhanh chúng ta sẽ được là m bình trừ đi 3m cộng 2 phải bằng 0. Và cái thứ hai ta thay vào được sẽ là 2 trừ 2m phải nhỏ hơn 0. Và giải ra ta sẽ được m bằng 1 hoặc m bằng 2. Và điều kiện của ta giải chương trình thứ hai là m phải lớn hơn 1. Như vậy thì từ đây ta rút ra được điều kiện thỏa mãn, đáp án thỏa mãn m của ta phải là 2. Đây là cách giải tự luận của bài toán này. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải bằng Casio để làm cái bài toán này. Thì đối với cái cách giải tự luận thì các em cần phải nắm chắc cho thầy cái định lý số 2. Thì chúng ta áp dụng vào chúng ta sẽ tìm ra được cái đáp án chính là m 2. Đây là đáp án C. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách giải của máy tính. Đây là cách giải của máy tính. Cách giải của máy tính như sau. Thì chúng ta cũng dùng cái chức năng d trên dx để chúng ta giải. Nhưng các em chú ý, ở đây thầy sẽ gắn m bằng y. Gắn m bằng y. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chức năng d trên dx. Shift. Chúng ta nhập vào phương trình như thầy là 1 phần 3 x mũ 3 trừ y. Lúc này m các em sẽ gán cho thầy là y. X bình cộng với m ngoặc trừ đi cộng với 1 đóng ngoặc. Đấy, chúng ta nhớ thầy là gán y bằng m và alpha x cộng với 1. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chức năng CLC. Với x chúng ta thay bằng 1, còn các giá trị m thì chúng ta thay, còn các giá trị m thì chúng ta thay bằng 0, 1, 2 và 3, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trước những giá trị m nào mà làm cho d trên dx bằng 0 thì nó chính là những giá trị sẽ làm cho y phẩy bằng 0. Tức là y phẩy bằng 0 sẽ có nghĩa tại x bằng 1. Thì chúng ta kiểm tra này. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng CLC. Ở đây x thì vì đề bài là đặt cực đại tại x bằng 1 nên thầy sẽ cho x bằng 1. Bây giờ giá trị m đầu tiên thầy kiểm tra với m bằng 0 là đáp án A trước. Ta ấn bằng. À vậy nó vô nghĩa, nó không có giá trị đúng không? Đó, x bằng 1 này. Tiếp này, y bằng 0 này. Đấy, nó ra bằng 2 đúng chưa? Ra bằng 2. Như vậy là giá trị đáp án A loại. Vì tại m bằng 2 thì y phẩy của nó không bằng 0 thì x bằng 1. Đúng nào? Loại. Bây giờ ta kiểm tra tiếp với đáp án B. Vẫn là x bằng 1. Y lúc này ta thay bằng 1. À, ta thấy d trên dx bằng 0. Tức là với m bằng 1 thì y phẩy có nghĩa là x bằng 1. Rồi, ta kiểm tra tiếp thì đáp án C là m bằng 2. X vẫn bằng 1 và m bằng 2. Nó cũng vẫn bằng 0. Như vậy là hai đáp án B và C là sẽ thỏa mãn. Tiếp tục, ta đi kiểm tra với đáp án cuối cùng là đáp án D là m bằng 3. M bằng 3. M bằng 3 là d trên x bằng 2 đúng không? Như vậy ta loại đáp án D.
Qua cách kiểm tra này ta đã loại được đáp án A và đáp án D. Bây giờ chúng ta tìm cách thử tiếp để xem trong hai đáp án này thì đáp án nào mãn. Thì các em nhớ cho thầy là ở đây là hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng 1 thì y 2 phẩy tại 1 nó phải nhỏ hơn 0 đúng chưa? Nên chúng ta sẽ làm cho thầy một cái động tác đó là tính đạo hàm của y 2 phẩy, tính đạo hàm y 2 phẩy. Bây giờ nếu như đạo hàm của y 2 phẩy, các em chú ý đạo hàm của y 2 phẩy này thì chúng ta có cái giá trị như sau. Đạo hàm của y 2 phẩy nó chính bằng là 2 alpha x trừ đi 2 y nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ thay hai giá trị này vào thì x bằng 1. Ở đây vì vừa nãy ta đã loại được đáp án A và đáp án D rồi nên thầy sẽ kiểm tra với y, thầy sẽ chọn là bằng 1. À vậy thì thầy thấy cái này nó bằng 0, không thỏa mãn đúng chưa? Vì theo tính chất định lý 2 là y 2 phẩy tại 1 nó phải như nào? Nhỏ hơn 0. Bây giờ thầy đương nhiên là đáp án chính xác của nó sẽ phải là đáp án C. Bây giờ thầy kiểm tra lại này, x bằng 1, C bằng 2. Đúng chưa? Giá trị của ta ra là bằng âm 2. Vậy thì đáp án C là đáp án thỏa mãn. Thì nếu như các em mà khi mà nghe thầy hướng dẫn bằng cách này thì có vẻ nó hơi lâu, tuy nhiên là nếu chúng ta chịu khó rèn luyện thì trong quá trình làm bài tập chúng ta sẽ tăng tốc lên rất nhiều. Như vậy thì qua cái ví dụ 2 này thầy giới thiệu cho các em cách tìm m để hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu tại một giá trị nào đó. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái định lý 2 này. Yeah. Như vậy, dù giải theo tự luận hay là giải theo bằng Casio, điều quan trọng đầu tiên là các em cần phải nắm chắc được kiến thức. Bây giờ chúng ta cùng chuyển tiếp sang ví dụ số 3. Ví dụ số 3 là dạng bài toán chính là viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số bậc 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 2x bình trừ x cộng 1. Có các đáp án lần lượt như sau. Đáp án A là trừ 14/9 x cộng 7/9. Đáp án B là y bằng trừ 14/9 trừ đi, đây là x nhé, 4x trừ đi 7/9. Và C là y bằng 14/9 x cộng 7/9. D là y bằng 14/9 x trừ đi 7/9. Thế thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn nhanh cho chúng ta luôn. Thì theo cái định nghĩa thì nói rồi, để tìm được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc 3 bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách các em sử dụng máy tính để tìm ra viết được tìm được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị hàm số bậc 3. Thứ nhất, để làm cách này thì các em phải vào môi trường số phức. Chúng ta sẽ ấn mode 2 để vào môi trường số phức. Khi nào máy tính có hiện lên chữ CMPLX tức là chúng ta đang máy tính đang ở trong môi trường số phức. Và chúng các em cần phải nhớ cho thầy đó là chúng ta sẽ tìm cái phương trình y phẩy của ta theo công thức sau này: y trừ đi y phẩy nhân y 2 phẩy trên 18a đối với hàm bậc 3 nha. Các em nhớ thầy công thức này, chúng ta phải nhớ là công thức này thì ta mới tìm nhanh được giá trị y phẩy. Thế thì để đầu tiên để làm cái bài toán này, cái bước đầu tiên các em cần phải tính được cho thầy, tính ra nhá cho thầy y phẩy bằng cái gì. Nó chính là bằng 3x bình trừ đi 4x trừ 1. Y 2 phẩy chính bằng 6x trừ đi 4. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào để tính nha. Đây, bây giờ máy tính đã trong môi trường số phức. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái biểu thức này vào. Ta mở ngoặc này. Đầu tiên thầy sẽ nhập y vào trước.
trừ đi 2 alpha x 1. X mũ 2 trừ đi alpha x cộng 1. Đúng không? Trừ đi, chúng ta sẽ chuyển sang phân tích. Y phẩy của chúng ta là 3 x bình trừ 4 x trừ 1. 3 alpha x bình trừ đi 4 alpha x cộng trừ đi 1. Tiếp theo ta nhập cái phương trình y 2 phẩy vào sẽ là 6 alpha x trừ 4 nha, đúng không ạ? Chia cho 18 a. Thì chúng ta chú ý hệ số A của ta trong trường hợp này là hệ số A của ta là bằng 1. Vậy chúng ta chú ý là 18. Đấy các em ạ. Được rồi, sau khi nhập vào thì trước khi ấn bằng thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng CLC và cho x bằng y. Và CLC x chúng ta sẽ cho bằng y. Đây. X cho bằng y. C là C này. N bằng. Đấy. Ta sẽ tính ra là 7/9 trừ đi 14/9 y. À vậy thì lúc này đáp án chính xác của ta đây sẽ là trừ 14 x, và ta sẽ hiểu rằng khi mà máy tính hiện lên như này ta sẽ hiểu rằng y của ta chính bằng trừ 14/9 x cộng với 7/9. À, vậy thì từ đây ta nhìn thấy ngay đáp án chính xác của ta là chính là đáp án A. Thế nào? Đây chính là cách sử dụng máy tính để tìm ra được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm của chính. Quý, nó chỉ áp dụng đối với hàm 3 này nha. Và các em nhớ này, để làm được cái này các em cần phải nhớ được cho thầy công thức này. Được chưa? Y trừ đi y phẩy nhân y 2 phẩy chia cho 18 a. Thì lúc đó trong bất kỳ bài toán nào, ta cũng có thể tìm được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị và hàm 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ khó hơn. Đó là cũng là vẫn là viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị và hàm số. Tuy nhiên hàm số lúc này của chúng ta có chứa tham số m. Thì cách làm của ta như sau. Thì chúng ta cũng tiếp tục sử dụng máy tính để làm hàm này. Được. Thì đương nhiên là trước khi làm thì các em cần phải tính được cho thầy là y phẩy nó bao nhiêu đã. 3 x bình trừ đi 6 m x cộng 3 nhân m bình trừ 1, và y 2 phẩy chính bằng 6 trừ đi 6 m 6 x trừ đi 6 m. Và ta nhớ là ta lại tiếp tục nhập cho thầy cái biểu thức là y trừ đi y phẩy nhân y 2 phẩy trên 18 a. Dạ. Ta vẫn nhập tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Ta sẽ sử dụng máy tính để làm. Đây là thứ nhất, chúng ta nhập cho thầy cái hàm số y. Thì ở đây các em chú ý thầy sẽ thay m bằng y nhá, thay m bằng y. Dạ, thay m bằng y. Thì đầu tiên các em sẽ phải vào, thầy ấn lại một lần đây, chúng ta vào môi trường số phức này, chúng ta phải ấn 1 2. Đấy, đây là vào môi trường số phức. Bây giờ ta nhập cái hàm số chúng ta vào, đó là x mũ 3 trừ đi 3
M thầy thay bằng Y cộng với 3 nhân Y bình trừ 1 đóng mặt alpha x trừ đi 3 nhân 3. Chúng ta nhớ đóng mặt vào nhá. Trừ đi này phân số y trên y phẩy đúng không? Y y phẩy nhân y 2 phẩy trên 18 a. Chúng ta mở ngoặc này. Y phẩy của ta là 3 x bình trừ 6 alpha y thẳng phải x rồi cộng với 3 mở ngoặc alpha y 2 trừ 1 đóng ngoặc. Nhớ đóng ngoặc một lần nữa nha. Đó, mở ngoặc nhân với y 2 phẩy đã là 6 6 alpha x trừ 6 alpha y. Đúng không? Yeah. Chia cho 18 a của ta ở đây là đến như a của ta vẫn bằng 1 thôi đúng không? Rồi sau khi nhập xong nhá thì cái bước này chúng ta nhìn này, ở đây là có đáp án M đúng không, thì thầy sẽ chọn như sau này. Chúng ta tiếp tục sử dụng chức năng xe là C, x thì thầy gán bằng y ok này thầy nha. Đây, y. Rồi. Tiếp theo y thầy sẽ cho nó bằng một giá trị là 1000 đi, thầy chọn nó là 1000 thì chúng ta sẽ ấn bằng ở đây chúng ta có cái là âm 1000 trừ đi 2 y thì ta hiểu cái phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó chính là trừ 2 x trừ 1000 mà ta nhớ là 1000 ta thay bằng M. Vậy thì từ đây ta có đây chính là đáp án B đúng không nào? Nhớ thầy này, lúc này phương trình của ta là y của ta sẽ chính là trừ 2 x trừ M. Thì máy tính của ta hiện đây là trừ 1000 mà trừ đi 2 y đúng không? Thì chúng ta hiểu là y đó chính là x, còn M thì thầy thấy bằng âm 1000, vậy thì đáp án của chúng ta là y bằng trừ 2 x trừ M. Đây. Đây là đáp án. Đấy chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị thẳng số. Tuy nhiên thầy nhắc lại một lần nữa, để nắm chắc, để làm tốt được cái dạng bài toán này thì bắt buộc chúng ta phải nắm chắc cả lý thuyết. Còn việc sử dụng máy tính Casio thì nó chỉ hỗ trợ chúng ta trong quá trình làm bài tập. Như vậy thì hôm nay thầy đã giới thiệu cho các em bí kíp sử dụng Casio để giải bài toán cực trị. Thì hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo. Và ở bài tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em cách tìm mắc min bằng Casio. Xin chào và hẹn gặp lại em.